từ quần Fe 2 Chúng ta điều chế ra H2 f 4 thông qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là Fe 2 đi tác dụng oxy để biến thành SO2 và Fe 2 O3. Giai đoạn thứ hai là SO2 chúng ta đi tác dụng oxy để biến thành SO3. Giai đoạn thứ ba là SO3 chúng ta sẽ được kết hợp với nước để tạo thành H2 SO4. Đây có hai lưu hình đây một lưu hình đặt hai một lưu hình đặt hai một lưu hình đặt hai như vậy lưu hình được bảo toàn điều gọi chúng ta là tính hiệu suất của phần điều chế như vậy để tính được hiệu suất thì chúng ta sẽ tính được hai cái thông số đó là khối lượng FAS ban đầu và khối lượng của FAS phản ứng khối lượng FAS2 ban đầu và khối lượng của FAS2 phản ứng và chúng ta tính hiệu suất phản ứng lượng ban đầu chúng ta sẽ tính như sau Em sẽ lấy 160 nhân cho 75 chia cho 100 Nhân cho 75 chia 100 Bằng 120 tấn Khối lượng S2 phản ứng như sau Em sẽ lấy 1 tấn Em nhân cho 98 chia cho 100 đây là khối lượng của H2 S4 phản ứng Em chơi chơi 98 là ra mon nó phản ứng. Theo sơ đồ thì mol của Fs2 chúng ta là bằng 1 phần 2. 1 phần 2. Mol H2, E4. Như vậy đây tới đây là mol của Fs2. Em nhân cho m lớn của hắn là 56 cộng cho 32 nhân 2. Và ở đây em sẽ tính được khối lượng nó phản ứng bằng. Ở đây mình tính được là bằng 0.6. Hiệu xuất phẩm bây giờ sẽ bằng 0.6 nhân 100 chỉ có lượng ban đầu là 120 và bằng 0,5%. Như vậy có đúng đây mình chọn là câu C. Ở đây đề ghi nhầm, em sẽ lại, nó là 5%. Xin lỗi, đây là 0,5%.